Hey, có mấy người à? Come on guys, come down with me. Let's go, don't be shy. Come on, we need more dancers. Is that it? No. So that's not it, right? No, that's jackfruit. Oh. Pay money. Yeah, yeah. Tell me, I pay. Yeah, yeah. You want? I pay nha. No, I'm hungry. Vậy này. Không có chỗ ngồi á, ngồi đó hả con? Đúng rồi. Mua không có nè. Tụi con ăn không? Mẹ mua cho nè. Không ăn đâu. Không ăn hả? Ờ. Hungry. Đây là biển Ấn Độ nha. Đây là đúng đầu đi ông đi qua em dạ. I'm not afraid to die.
Vy Tiểu Bảo, nướng nè. Nhiêu sao thịt nướng vậy? Dạ 5 đồng sao ạ? Ờ. Lấy cho em sau đi. Lấy cho chị sau đi. Chắc chị có sợ giùm em. Chào mừng mọi người đến đây với ngày thứ năm mươi. Everybody, mọi người đây à? Và hôm nay nghe nói là tối nay bên cạnh những anh chị em ở Honda chúng ta, những người thường xuyên tới Honda và bên cạnh đó cũng có những anh chị em ở tiểu bang khác của họ. Ai ở tiểu bang khác Honda? Ai giơ tay lên cho mình được không? Wow, that's a lot. Welcome to Honda, anh chị. Thì mới nói nay mau chặt mò là một trong những điểm dương lịch của đất nước. Oh,
ngon. À, xin cảm ơn chị. Đúng rồi. Thì hát được một camera đây, sao muốn là quý vị hôm nay mà cũng gặp rất là nhiều bạn, rất là nhiều fan trong đó có ca sĩ MC Vy Tiểu Bảo. Okay.
tờ hả nè, hải lóc tờ. Oh,